Rồi hôm nay mình giới thiệu với anh em là một cái lô đất nền nha anh em. Cái lô đất nền này nó thuộc là đây, cụm dân cư vượt lũ ấp Hai Vụ, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha anh em. Đây cái đường phần đường đi ngoài nè. Đường này là tầm 4m, xe 16 chỗ là đi thoải mái luôn. Thì từ đây ra tới ngoài quốc lộ ngoài là 3 km, ra tới quốc lộ 62 đây. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo vô cái lô đất nha anh em. Lô đất này á, thì chiều ngang của nó là 6m, chiều dài là 20 đó, chiều ngang 6, chiều dài 20. Tổng diện tích của nó là 119m. Đây là cái đường này thì tầm 8m, cái đường của khu dân cư, cụm dân cư. Còn cái ranh của đất nha, trên đất là từ đây, từ cái nhà tắm nè, ngang qua tới cái cột này. Đó, chạy dài vô là 20m. Đó, từ đây ra một cái lộ rất là gần nha anh em. Nãy thầy nói giá nhiêu thầy? 26. Giá chủ bán lại là với giá là 260 triệu một lô nha anh em. Đó, miếng đất rất là đẹp, nằm gần thuận tiện đường ngoài luôn. Ở đây là nó gần cái đoạn đường tránh là có bản vẽ đang chuẩn bị làm đó. Mình sẽ quay lại sơ là cái lô đất đây, chạy dài vô đó là 20m, còn phía bên kia là trường học đó. Rồi anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho mình nha, mình sẽ cho anh em gặp trực tiếp chủ luôn. Rồi mình tạm dừng video tại đây nha.